thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu, nên nhiều bài văn, dù hay, vẫn bị thầy cho điểm kém. Một hôm, bà lão hàng xóm sang tìm Cao Bá Quát. Bà lão nói, gia đình có một việc oan, nhờ cậu viết giúp đơn kiện lên quan. Cao Bá Quát trả lời, tưởng việc gì khó, chứ việc ấy cháu xin sẵn lòng ạ. Hôm sau, bà lão đến cửa quan kêu oan, thì bị đuổi về vì chữ viết trong lá đơn xấu quá, quan huyện không sao đọc được. Lính canh cửa nói, bà lão hãy về đi. Về nhà, bà lão kể lại câu chuyện khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận. Sau câu chuyện của bà lão, Cao Bá Quát biết dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì. Từ đó, ông dốc hết sức luyện viết chữ đẹp. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà, luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong 10 trang vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Mấy năm sau, ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt.